Quyển 35 thứ 15 Bồ Tát Địa. Như vậy đã thuyết độc giác địa, sao gọi là Bồ Tát Địa? Ốt Đà Nam nói: Trước trì kế tướng phần, tầng thượng ý là trụ, danh nhiếp thọ địa hành, kiến lập là giúp sau. Có 10 pháp nhiếp đầy đủ đạo và quả của Bồ Tát Đại Thừa. Những gì là 10? Một trì, hai tướng, ba phần, bốn tầng thượng ý là năm trụ, sáu danh, bảy nhiếp thọ, tám địa, chín hành, 10 kiến lập. Phần đầu, trì du già xứ phẩm một trùng tánh. Sao gọi là trì? Đó là tự thừa đường trùng tánh. Phát tâm ban đầu, tất cả sở hành pháp bồ đề phần của chư Bồ Tát, đây gọi là trì. Vì cớ sao? Vì lấy tự thừa đường trùng tánh của chư Bồ Tát làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập, nên có khả năng khảm nghiệm, có sức mạnh lớn, năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên nói, tự thừa đường trùng tánh của kia là trì tánh khảm nghiệm của chư Bồ Tát. Vì lấy phát tâm ban đầu của chư Bồ Tát làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập, nên năng tinh cần tu học ở nơi sáu ba la mật đa là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn tịnh lự trí tuệ, tu học ở nơi từ đường phước đức từ đường trí tuệ, tu học ở nơi tất cả pháp bồ đề phần. Cho nên nói phát tâm ban đầu của kia là trì gia hạnh các hạnh của chư Bồ Tát. Vì lấy tất cả sở hành pháp bồ đề phần làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập, nên viên mãn vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên nói tất cả sở hành pháp bồ đề phần của kia là trì sự viên mãn đại bồ đề. Nếu có bồ đào giả là trụ không trùng tánh, vì không trùng tánh nên tuy có phát tâm và hành gia hạnh làm chỗ nương, cũng quyết định không thể khảm nghiệm viên mãn vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đạo lý đây, nếu có bồ đào giả là tuy chưa phát tâm, chưa tu tập sở hành gia hạnh bồ tát nhưng có trùng tánh, nên biết so với điều đã nói trên vẫn được gọi là trì. Lại có bồ đào giả là trụ trùng tánh, nếu không phát tâm, không tu sở hành gia hạnh bồ tát thì tuy có thể khảm nghiệm mà không nhanh chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trái với tướng trên phải biết mau chứng. Lại trùng tánh đây như đã nói thì gọi là trì, cũng gọi là trợ giúp, cũng gọi là nhân, cũng gọi là nương tựa, cũng gọi là thềm bậc, cũng gọi là dẫn đường, cũng gọi là nhà ở. Như trùng tánh thì phát tâm ban đầu sở hành gia hạnh nên biết cũng vậy. Sao gọi là trùng tánh? Được có hai trùng, một trùng tánh trụ bản tánh, hai trùng tánh do tập mà thành. Trùng tánh trụ bản tánh, chư Bồ Tát có 6 việc thủ thắng, có tướng như vậy là do từ đời vô thủy truyền truyền cho đến nay vốn có tự nhiên. Đây gọi là trùng tánh trụ bản tánh, trùng tánh do tập mà thành, do trước xuyên suốt tu tập thiện căn mà được, gọi là trùng tánh do tập mà thành. Theo như ý nghĩa trong đây đều lấy cả hai trùng. Lại trùng tánh đây cũng gọi là trùng tử, cũng gọi là giới, cũng gọi là tánh. Lại trùng tánh đây chưa tập thành quả, vì chưa thành quả nên gọi là tế, đã tập thành quả vì đồng cho quả gọi là thù. Nếu chư Bồ Tát thành tựu trùng tánh thì đã vượt qua thành phần độc giác vốn là tất cả hữu tình khác. Phải biết trùng tánh đây không gì vượt trên thù thắng hơn cả. Vì cớ sao? Được do hai loại tịnh, một tịnh phiền não chướng, hai tịnh sở trì chướng. Tất cả trùng tánh thành phần độc giác chỉ năng chứng tịnh phiền não chướng nhưng không thể chứng tịnh sở trì chướng. Còn trùng tánh Bồ Tát cũng năng chứng tịnh phiền não chướng, cũng năng chứng tịnh sở trì chướng. Cho nên nói so với tất cả trùng tánh thì trùng tánh Bồ Tát không gì vượt trên thù thắng hơn cả. Lại do bốn việc nên Bồ Tát thù thắng hơn tất cả thành phần độc giác. Những gì là bốn? Một, căn thắng vượt hơn. Hai, hành thắng vượt hơn. Ba, thiện xảo thắng vượt hơn. Bốn, quả thắng vượt hơn. Căn thắng vượt hơn, trừ Bồ Tát bản tánh căn thống lợi, độc giác căn bậc trung, thành phần căn yếu kém, đây gọi là căn thắng vượt hơn. Hành thắng vượt hơn, trừ Bồ Tát năng lợi mình cũng năng lợi người, làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh. Vì so thường thế gian khiến chư thiên loài người đạt được nghĩa lợi ích an lạc thù thắng, thành phần độc giác chỉ hành lợi mình, đây gọi là hành thắng vượt hơn. Thiện xảo thắng vượt hơn, thành phần độc giác ở trong uẩn giới xứ, duyên khỏi xứ, phi xứ, năng tu thiện xảo. Bồ Tát ở đây và ở nơi tất cả minh xứ khác năng khéo léo tu tập, đây gọi là thiện xảo thắng vượt hơn. Quả thắng vượt hơn, thành phần năng chứng thành phần bồ đề, độc giác năng chứng độc giác bồ đề, Bồ Tát năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, đây gọi là quả thắng vượt hơn. Lại trừ Bồ Tát có 6 tướng trường tánh và lạc mật đà, do các tướng đây khiến người khác rõ biết đây chân thật là Bồ Tát, là
1. Tướng chủng tánh bố thí ba la mật đa. 2. Tướng chủng tánh trì giới ba la mật đa. 3. Tướng chủng tánh an nhẫn ba la mật đa. 4. Tướng chủng tánh tinh tấn ba la mật đa. 5. Tướng chủng tánh tịnh lự ba la mật đa. 6. Tướng chủng tánh trí tuệ ba la mật đa. 1. Tướng chủng tánh bố thí ba la mật đa của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát bản tánh vui thí, kham bố thí các vật hiện có thường hằng không gián đoạn, tánh năng phơi phát bình đẳng cho mọi loại người, tâm hoàn hỷ thí cho ý không đối tiếc, vật thí tùy ít mà phân chia đồng đều. Huệ thí rộng sâu, không cạn hẹp, ôm lòng hổ thẹn sâu đối với việc không huệ thí. Thường vì người mà ngợi khen việc thí, khuyến khích bố thí. Thấy người thí lòng sanh vui sướng đối với bậc kỳ lão phước điển đáng tôn kính, cúng dường. Khi thấy các bậc ấy đang ngồi, liền đứng dậy đón tiếp cung kính phụ thí. Đối với những việc lợi ích vô tội trong các loài hữu tình, đời này đời khác, hoặc được thỉnh cầu hoặc không thỉnh cầu, Bồ Tát vẫn như lý mà nói. Hoặc trừ Bồ Tát thấy các hữu tình hãi sợ khi gặp nạn vua, giặc, lửa, nước, thì thí cho họ sự vô ý. Ở trong hoàn cảnh đáng sợ khác cũng tùy khả năng cứu giúp. Đối với các vật mà người gửi gắm chọn không làm điều sai trái, nếu thiếu nợ tài vật của người chọn không dối gạt, đối với tài sản chung cũng không lừa gạt, gian dối. Nếu có kẻ tầm mê muội điên đảo đối với các vật dụng nuôi thân và các vật báu như mani, trân châu, lưu ly, lọ bối, ngọc bích, san hô, vàng bạc thì chân chánh khai sáng chỉ dạy, đối với các vật kia còn không khiến người gian dối, vướng là tự mình làm. Hoặc trừ Bồ Tát tự thấy mình có tánh ham thích tiền của địa vị rộng lớn, có tâm ham thích thọ dụng tiền của rộng lớn, có tâm ham thích sự nghiệp rộng lớn, không thích nhỏ hẹp, để nhanh chóng xa lìa xả bỏ, sanh hồ thẹn sâu. Đối với các dục hiện hiện ở thế gian như tiểu sắc bài bạc, vui chơi, đàn ca hát sướng, tâm bị mê đắm, để nhanh chóng nhàm chán xả bỏ, sanh sâu hồ thẹn. Nếu có được tài bảo rộng lớn, còn không tham đắm, huống chút lợi nhỏ, nên biết hết thảy loại như vậy gọi là tướng chủng tánh bố thí ba la mật đà của Bồ Tát. 2. Tướng chủng tánh trì giới ba la mật đà của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát bản tánh bất thiện yếu kém, hành động của thân khẩu ý nghiệp rất ít bạo ác, đối với các hữu tình ít gây tổn não. Nếu có lỗi nghiệp thường sanh hổ thẹn, không lòng vui thích, nhanh chóng ăn năn, không dùng dao gậy tay chân cho đến hết thảy các vật khác để não hại hữu tình. Đối với chúng sanh tánh thường tự ái, đối với bậc đáng kính đứng dậy tiếp đón, chắp tay thưa hỏi lễ bái, đủ nghiệp hòa kính. Việc làm nhanh nhẹn khéo léo, không ngu độn, khéo tùy thuận tâm người. Dùng mạo thừa thái, thường mỉm cười, xa lìa cau mày nhăn nhó, mắt nhìn đoan tránh, mở lời thăm hỏi ân cần trước. Với hữu tình có ân thì biết ân, biết báo ân. Với người đến cầu xin, thường hành tránh trực, không dùng lời dối định mà chối từ. Như pháp cầu tài vật, không dùng phế pháp, không dùng cách hung bạo nóng vội. Tánh thường vui thích tu các nghiệp phước. Với người tu phước, thường khích lại hỗ trợ, vướng lại không tự mình làm, hoặc thấy hoặc nghe người thọ khổ như bị trói cột, cắt chém đánh đập chửi mắng bức hiếp thì đau đớn hơn cả chính mình đang nhận chịu, tôn trọng pháp đã thọ và tôn trọng đời sau. Nên đối với ít tội vẫn còn sanh sầu sợ hãi, huống là nhiều tội. Đối với vô số công việc của người như buôn bán, làm nông chăn nuôi, in ấn kế toán, hòa giải tranh tụng, phương tiện sanh lời, xả thí hôn nhân, đối với các việc như pháp như vậy thảy đều đồng sự. Còn trong tất cả việc phi pháp như đấu tranh kiện tụng người khác, các việc não hại lẫn nhau, khiến mình người thọ các khổ não vô nghĩa vô ích thì không đồng sự. Đối với 10 loại nghiệp đạo ác bất thiện, khéo năng ngăn chặn không làm, khéo tùy thuận ý người, không trái mệnh lệnh người, đồng an nhẫn hướng đến giới. Đối với sự nghiệp như pháp của người, để theo chỗ muốn của kia sẵn sàng bỏ việc mình khiến kia được thành tựu, tâm ôn hòa nhuần hậu, thuần tịnh. Tâm giận hờn tâm não hại không tương tục lâu, vừa sanh liền xả, khỏi tâm hiền thiện, tôn trọng lời nói chân thật, không lừa dối người, không chia rẽ thân quyến của người, cũng không vui thích việc làm như vậy, không tùy tiện nói lời vô nghĩa vô ích không tốt, thường dùng lời nhu nhuyến không thô ác. Đối với kẻ hầu người hạ thì tôn trọng không làm mắng khiến họ tổn não, huống là đối với những người khác. Đối với người có thật đức, thật lòng tán thán, hết thảy lại như vậy nên biết gọi là tướng chủng tánh trì giới ba la mật đà của Bồ Tát. 3. Tướng chủng tánh an nhẫn ba la mật đà của Bồ Tát. Tánh của chư Bồ Tát đây khi gặp phải những việc không lợi ích do người khác gây ra, lòng không sân hại cũng không đáp trả.
Nếu người kia nhận lỗi, mau chóng thọ nhận, chọn không kết hận thù, cũng không ôm lòng oán giận lâu. Hết thể loại như vậy gọi là tướng trùng tánh an nhẫn Ba La Mật Đà của Bồ Tát. 4. Tướng trùng tánh tinh tấn Ba La Mật Đà của Bồ Tát. Tánh của chư Bồ Tát đây, tự tinh cần nỗ lực, thức khuya dậy sớm, không đắm sâu ngủ nghỉ. Đối với những việc nên làm, mạnh mẽ, ra quyết vui làm, không dành giải đãi. Suy nghĩ chọn lựa phương tiện khiến đi đến rốt ráo. Làm việc gì bền bỉ quyết chắc, nếu chưa làm xong, chưa đi đến rốt ráo, thì ở giữa đường, chọn không giải đãi, thối lui. Đối với đệ nhất nghĩa, thẳm sâu rộng lớn, tâm không khiếp nhược, không tự khinh miệt và tầm rõ mãnh, ta có đủ năng lực trong đến bờ kia, hoặc ở giữa đại chúng, hoặc tranh luận với người, hoặc gặp phải trùng trùng sự việc khó hành đều không kinh sợ. Đối với những việc lớn, năng dẫn nghĩa loại còn không nhàm mỏi, huống là việc nhỏ, hết thảy loại như vậy gọi là tướng trùng tánh tinh tấn Ba La Mật Đà của Bồ Tát. 5. Tướng trùng tánh tịnh độ Ba La Mật Đà của Bồ Tát. Tánh của Bồ Tát đây, đối với pháp, đối với nghĩa, năng tư duy quán xét sâu kỹ, không tán loạn. Hoặc thấy hoặc nghe có chốn là làn nhã, núi cao rừng rậm, chỗ nằm ngồi bên bờ vắng, không người đến lui, lìa chúng sanh ác, thích hợp cho việc tĩnh tọa để khỏi nghĩ này. Đây là chỗ an vui xuất ly, viễn ly. Thường ở nơi hạnh xuất ly và hạnh viễn ly, sanh sâu quý thích, tâm tánh phiền não mỏng yếu, các cái chuyển nhẹ, các thô trọng suy yếu, để đến những chốn viễn ly, suy lượng tự nghĩa, tâm ít bị các tầm tư ác quấy nhiễu về bùa. Với hạng người oán, năng nhanh chóng an trụ tâm tử, huống là đối với hạng người thân và hạng người không oán không thân. Hoặc thấy hoặc nghe, chốn nào có chúng sinh khổ, bị thống khổ bức bách não loạn, liền khởi tâm đại bi, tùy khả năng, tùy sức lực, phương tiện cứu các chúng sanh kia, khiến họ lìa các khổ, tánh tự vui thí lợi ích, an lạc cho chúng sanh. Nếu thần quyến bị suy vọng, bị hao tán tài bảo, bị giam cầm trói buộc, bị bức bách xua đuổi, trong các khổ nạn ấy thảy đều an nhẫn. Tánh thông minh nhạy bén ở nơi pháp, năng lãnh thọ, năng thọ trì, năng tư duy, thành tựu niệm lực đối với việc làm, lời nói sâu xa. Lời nói lâu xa tự mình nhớ nghĩ cũng khiến người nhớ. Hết thảy loại như vậy gọi là tướng trùng tánh tịnh độ Ba La Mật Đà của Bồ Tát. 6. Tướng trùng tánh trí tuệ Ba La Mật Đà của Bồ Tát. Chư Bồ Tát thành tựu trí tuệ câu sanh, năng nhập vào tất cả cảnh giới minh xứ, tánh không hoàn độn, tánh không ám muội, tánh không ngu si. Khắp ở mọi nơi đều giác liễu phóng dật, có năng lực tư duy chọn lựa. Hết thảy loại như vậy gọi là tướng trùng tánh trí huệ Ba La Mật Đà của Bồ Tát. Nên biết tướng thô của trùng tánh Bồ Tát còn có thể so sánh được, nhưng thật nghĩa quyết định, duy có Đức Phật Thế Tôn hiện thấy rốt ráo. Vì sở hữu trùng tánh của chư Bồ Tát, tánh tương ứng cùng công đức nên thành tựu các pháp bạch tịnh hiển thiện. Do đây, năng làm nhân chứng đắc cho ra quả vị Như Lai khó được tối thắng không thể nghĩ bàn, vô động, vô thượng. Như trên là xứng hợp với chánh đạo lý, ngoài ra không hợp lý. Trùng tánh Bồ Tát cho đến chưa bị sự nhiễm ô của bốn tuổi phiền não trái với pháp bạch tịnh, hoặc đầy đủ hoặc không đầy đủ, thì tánh cùng tương ứng với pháp bạch như thế. Nếu bị nhiễm ô, pháp bạch đều không hiển hiện. Nếu một khi Bồ Tát sanh vào đường ác, tuy sanh trong các loài ác, nhưng do lực trùng tánh nên biết cùng với những kẻ sanh trong loài ác vẫn có khác biệt lớn. Đó là Bồ Tát kia ở lâu trong sanh tử, và có lúc tuy tạm sanh vào các đường ác mà năng nhanh chóng giải thoát. Tuy ở trong loài ác mà không cảm thọ những khổ mãnh liệt như những hữu tình khác sanh trong đường ác. Tuy cảm thọ khổ nhỏ nhiệm mà năng sanh tâm chán lìa tạm thượng đối với những hữu tình thọ khổ sanh trong loài ác, phát khởi tâm bi. Hết thảy sự việc đây đều do sự huân tập nhân đại bi của trùng tánh Phật khiến phát khởi. Cho nên trùng tánh Bồ Tát tuy sanh trong đường ác nhưng có sự khác biệt lớn đối với các hữu tình khác trong đường ác. Những gì gọi là bốn tùy phiền não trái với pháp bạch tịnh của trùng tánh Bồ Tát: một, phóng giận. Phóng giận do trước thường xuyên tập quen các phiền não nên tánh trở thành phiền não mãnh loạn lâu dài, đây gọi là tánh tùy phiền não thứ nhất. 2. Ngu si do không khéo léo nương tựa bạn ác, đây gọi là tánh tùy phiền não thứ hai. 3. Bị bức bách do những người tôn trưởng, chồng, vua, giả cước, oán địch nên không được tự tại, tầm mê loạn, đây gọi là tánh tùy phiền não thứ ba. 4. Do vật thực nơi sống bị thiếu thốn nên luyến tiếc thân mạng, đây là tánh tùy phiền não thứ tư. Lại chư Bồ Tát tuy trùng tánh đầy đủ nhưng do bốn nhân duyên khiến không nhanh chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Những gì là bốn? Một, chư Bồ Tát
Trước chưa gặp chư Phật Bồ Tát, các bậc thiện tri thức chân chánh vì mình giảng thuyết đạo Bồ Đề không điên đảo, như vậy gọi là nhân duyên thứ nhất. Hai, chư Bồ Tát tuy gặp được bạn lành vì mình thuyết chánh đạo, nhưng do chấp trước điên đảo ở trong sở học chân chánh của Bồ Tát mà tu học điên đảo, như vậy gọi là nhân duyên thứ hai. Ba, chư Bồ Tát tuy gặp được bạn lành vì mình thuyết chánh đạo ở trong sở học chân chánh của Bồ Tát tu học không điên đảo, nhưng ở nơi phương tiện gia hạnh lại chậm chạp, giải đãng lười biếng, không khẩn thiết tinh tấn mạnh mẽ, như vậy gọi là nhân duyên thứ ba. Bốn, chư Bồ Tát tuy gặp bạn lành về mình thuyết chánh đạo ở trong sở học chân chánh của Bồ Tát tu học không điền đảo, cũng ở nơi gia hạnh rõ mãnh tinh tấn, nhưng các thiện căn vẫn chưa thành thục, từ lương Bồ Đề chưa được viên mãn, chưa tích tập lâu dài sở hữu pháp Bồ Đề phần, như vậy gọi là nhân duyên thứ tư. Bồ Tát như vậy tuy có chủng tánh, nhưng vì quyết nhân duyên nên không thể nhanh chóng chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu đầy đủ nhân duyên để nhanh chóng chứng đắc, nếu Bồ Đạo giả là không có chủng tánh, tuy có đầy đủ tất cả chủng, nên biết nhất định không chứng vô thượng Bồ Đề. Phần đầu trì du già xứ, phẩm 2 phát tâm. Lại chư Bồ Tát ban đầu phát tâm là chánh nguyện trước nhất trong sở hữu chánh nguyện của chư Bồ Tát, khiến năng nhiếp thọ các chánh nguyện khác, cho nên sơ phát tâm lấy chánh nguyện đầu tiên làm tự tánh. Lại chư Bồ Tát lúc khởi tâm chánh nguyện cầu Bồ Đề, phát tâm nói lời như vậy: nguyện tôi nhất định sẽ chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, năng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, rốt ráo an trụ cứu cánh niết bàn và an trụ trong trí Như Lai rộng lớn. Phát tâm như vậy quyết định tự mình mong cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và mong cầu làm nghĩa lợi ích cho tất cả hữu tình, cho nên phát tâm lấy sự quyết định mong cầu làm hành tướng. Lại chư Bồ Tát vì phát tâm đại Bồ Đề và duyên tất cả nghĩa lợi ích hữu tình nên phát tâm mong cầu, chẳng phải không có sở duyên, cho nên phát tâm lấy đại Bồ Đề và tất cả nghĩa lợi ích hữu tình làm cảnh sở duyên. Lại chư Bồ Tát phát tâm ban đầu năng nhiếp tất cả pháp Bồ Đề phần, vì thiện càng thô thắng làm tiền dẫn, nên thiện càng thêm thiện, hiền càng thêm hiền, diệu càng thêm diệu, năng trái với ba nghiệp ác hạnh của các hữu tình tương ưng công đức. Lại sự phát khởi chánh nguyện của chư Bồ Tát phát tâm ban đầu so với chánh nguyện của tất cả thế gian và xuất thế gian khác hy hữu, hy cầu nghĩa thiện diệu, thật là bậc nhất, thật không gì vượt hơn. Như vậy phát tâm ban đầu có 5 chủng tướng: 1 tự tánh, 2 hành tướng, 3 sở duyên, 4 công đức, 5 tối thắng. Lại chư Bồ Tát đã sơ phát tâm, tức gọi là thú nhập vô thượng Bồ Đề, tham dự vào dòng chư Bồ Tát đại thừa. Đây đều vào đạo lý nói theo thế tục, cho nên phát tâm là nhiếp vào thú nhập. Lại chư Bồ Tát đã phát tâm lần hồi mới năng nhanh chóng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu chưa phát tâm không thể có việc đây, cho nên phát tâm là căn bản của vô thượng Bồ Đề. Lại chư Bồ Tát có tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh đau khổ, vì muốn cứu vớt nên phát tâm Bồ Đề, cho nên phát tâm là dòng chảy đại bi. Lại chư Bồ Tát lấy sơ phát tâm làm chỗ nương, làm chỗ kiến lập ở khắp ở trong tất cả pháp Bồ Đề phần sở học của Bồ Tát, và trong tất cả việc làm nghĩa lợi cho chúng hữu tình đều năng tu học, cho nên phát tâm là chỗ nương cho sự học của chư Bồ Tát. Như vậy nên biết phát tâm ban đầu là nhiếp vào thú nhập, là căn bản của Bồ Đề, là dòng chảy đại bi và là chỗ nương tựa của sở học. Lại chư Bồ Tát sơ phát tâm được có 2 chủng: 1 ra khỏi hẳn, 2 không ra khỏi hẳn. Ra khỏi hẳn đã phát tâm rồi, rốt ráo theo đó truyền truyền, không còn thối lui trở lại. Không ra khỏi hẳn đã phát tâm rồi, không theo đó truyền truyền giữa đường thối lui. Sự thối thất phát tâm đây lại có 2 chủng: 1 hoàn toàn, 2 không hoàn toàn. Thối thất hoàn toàn, một khi đã thối thất không thể phát tâm cầu Bồ Đề trở lại. Thối thất không hoàn toàn, một khi đã thối thất về sau luôn luôn phát tâm cầu Bồ Đề trở lại. Lại chư Bồ Tát sơ phát tâm do 4 duyên, 4 nhân, 4 lực. 4 duyên: 1, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân được thấy uy lực thần biến rất hy hữu kỳ lạ không thể nghĩ bàn của chư Phật và Bồ Tát, hoặc được người đáng tin mà nghe được việc đây, đã thấy nghe rồi khởi nghĩ như vậy: vô thượng Bồ Đề có đủ uy đức lớn, khiến người an trụ và người tu hành, hoặc do thấy hoặc do nghe mà thành tựu uy lực thần biến không thể nghĩ bàn như thế. Do lực thấy nghe tăng thượng đây nên đối với đại Bồ Đề sanh sâu tìm hiểu, nhân đây phát khởi tâm đại Bồ Đề, đây gọi là duyên sơ phát tâm thứ nhất.
Hai, hoặc có người tuy không thấy nghe uy lực thần biến như trước đã nói, mà nghe tuyên thuyết chánh pháp vì diệu giáo tạo Bồ Tát nương vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nghe rồi tin sâu, do lực nghe chánh pháp và tin sâu tăng thượng, nên sanh tin hiểu sâu nơi trí Như Lai, vì muốn chứng đắc trí Như Lai vi diệu, nên phát tâm Bồ Đề, đây gọi là duyên sơ phát tâm thứ hai. Ba, hoặc có người tuy không nghe chánh pháp như trên, mà thấy tất cả pháp tạng Bồ Tát sắp diệt mất, thấy việc đây rồi, liền khởi nghĩ này, pháp tạng Bồ Tát trụ lâu nơi đời, năng diệt thống khổ cho vô lượng chúng sanh. Ta nên an trụ giữ gìn tạng pháp Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, vì muốn diệt thống khổ cho vô lượng chúng sanh mà ta thọ trì. Do lực an trụ giữ gìn tạng pháp Bồ Tát tầng thượng, nên sanh tin hiểu sâu nơi trí Như Lai, vì muốn chứng đắc trí Như Lai vi diệu, nên phát tâm Bồ Đề, đây gọi là duyên sơ phát tâm thứ ba. Bốn, hoặc có người tuy không thấy chánh pháp sắp diệt, nhưng thấy ở kiếp mạt, đời mạt, thời mạt, thấy thân tâm chúng sanh chứa chấp các thứ ác trược, bị não loạn bởi 10 tùy phiền não, đó là nhiều ngu si, nhiều không tám quý, nhiều các tật đố, nhiều các ưu khổ, nhiều các thô trọng, nhiều các phiền não, nhiều các ác hành, nhiều các phóng dật, nhiều các giải đãi, nhiều các bất tín, thấy việc đây rồi, liền khởi nghĩ này, đầy hiện tại phát khởi các thứ ác trược lớn, bị các tùy phiền não nhiễu loạn. Người năng phát khởi yếu ớt, tầm tu hành thành phần độc giác Bồ Đề còn khó thể được, huống là năng phát tâm đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này ta phải phát tâm đại Bồ Đề, khiến nơi đời ác đây, vô lượng hữu tình tùy học theo ta mà khởi Bồ Đề nguyện. Do thấy trong đời mạt kiếp phát tâm khó được lực tăng thượng, nên tìm hiểu sâu đối với đại Bồ Đề. Nhân đây phát khởi tâm đại Bồ Đề, đây gọi là duyên sơ phát tâm thứ tư. Bốn nhân, một, trừ Bồ Tát có chủng tánh đầy đủ, đây gọi là nhân sơ phát tâm thứ nhất. Trong đây nếu trừ Bồ Tát thành tựu sáu việc thủ thắng, pháp nhĩ tự nhiên vốn có từ đời vô thủy chuyển chuyển cho đến nay, gọi là chủng tánh đầy đủ. Hai, trừ Bồ Tát nương vào sự nhiếp thọ chư Phật Bồ Tát vạn lành, đây gọi là nhân sơ phát tâm thứ hai. Trong đây do bốn chủng tướng, nên biết Bồ Tát có bạn lành đầy đủ, đó là trừ Bồ Tát gặp được bạn lành có tánh thông minh sáng suốt, không ngủ độn, không đoạn nơi ác kiến, đây gọi là tướng bạn lành đầy đủ thứ nhất. Lại trừ Bồ Tát gặp được bạn lành chọn không dạy người hành hạnh phóng dật, cũng không trao cho các vật dụng phóng dật, đây gọi là đầy đủ bạn lành thứ hai. Lại trừ Bồ Tát gặp được bạn lành chọn không chỉ dạy người hành các ác hạnh, cũng không trao cho các vật dụng ác hạnh, đây gọi là bạn lành đầy đủ thứ ba. Lại trừ Bồ Tát được gặp bạn lành chọn không khuyên xả tín tâm, không khuyên xả tinh tấn thọ học các phương tiện công đức tăng thượng để tìm muốn tinh tấn thọ học tu tập phương tiện công đức hạ liệt. Đó là chọn không khuyên xả đại thừa để tu nhị thừa, khuyên xả tu tuệ để tu tư tuệ, khuyên xả tư tuệ để tu văn tuệ, khuyên xả văn tuệ để tu phước nghiệp, khuyên xả giới để tu huệ thí. Chọn không khuyên xả hết thảy loại công đức tăng thượng để tu hết thảy công đức hạ liệt như thế, đây gọi là đầy đủ bạn lành thứ tư. 3. Trừ Bồ Tát đối với chúng sanh khởi nhiều tâm bi, đây gọi là nhân sơ phát tâm thứ ba. Trong đây do bốn nhân duyên nên biết Bồ Tát đối với chúng sanh khởi nhiều tâm bi, đó là trừ Bồ Tát tuy ở mười phương vô lượng vô biên thế giới không có khổ, nhưng vẫn sanh trong các thế giới có khổ, ở các nơi đó luôn phải lãnh chịu các thứ khổ lớn, chẳng phải không gặp khổ, và có lúc thấy người gặp khổ bức bách, và có lúc thấy tự mình gặp khổ bức bách, và có lúc thấy mình người gặp khổ bức bách, và có lúc thấy cả mình người đều trường thời phải chịu vô số nỗi khổ mạnh mẽ bức bách không gián đoạn. Nhưng Bồ Tát đây tự nương chủng tánh, tánh tự nhiên nhân hiền, nương bốn cảnh xứ tuy không thường xuyên tập quen, vẫn năng phát khởi tâm bi bậc thượng trung hạ không bao giờ ngừng nghỉ. Bốn, trừ Bồ Tát ở nơi các loại khổ hạnh khó hành, trong sanh tử thống khổ lâu dài không gián đoạn không biết họ, vẫn không sanh tâm khiếp sợ, đây là nhân sơ phát tâm thứ tư. Trong đây do vốn nhân duyên nên biết Bồ Tát trước phải tâm bi đối với chúng sanh ở nơi các loại khổ hạnh khó hành, trong sự tử thống khổ lâu dài không gián đoạn không khuyết họ, còn không sanh tâm khiếp sợ, huống là đối với những khổ nhỏ. Đó là trừ Bồ Tát đây tánh dũng kiện có lực kham nhẫn, đây gọi là nhân duyên thứ nhất. Lại trừ Bồ Tát tánh tự nhạy bén thông minh sáng suốt, năng tránh tư duy, đầy đủ khả năng suy xét, đây gọi là nhân duyên thứ hai. Lại trừ Bồ Tát năng đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề,
thành tựu tiên hiệu thanh tịnh bậc thượng, đây gọi là nhân duyên thứ ba. Lại trừ Bồ Tát thành tựu thân tâm bi mẫn bậc thượng đối với chúng sanh, đây gọi là nhân duyên thứ tư. Bốn lực, một tự lực, trừ Bồ Tát do năng lực của bản thân nên sanh sâu vui thích đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đây gọi là lực sở phát tâm thứ nhất. Hai, tha lực, trừ Bồ Tát do năng lực của người khác nên sanh sâu vui thích đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đây gọi là lực sở phát tâm thứ hai. Ba, lực nhân, trừ Bồ Tát vì đời trước tu tập thiện pháp tương ứng đại thừa nên ở hiện pháp, hoặc được thấy chư Phật Bồ Tát, hoặc được nghe tán thán khen ngợi, liền nhanh chóng phát tâm Bồ Đề, huống chi được thấy thần lực, được nghe chánh pháp, đây gọi là lực sở phát tâm thứ ba. Bốn, lực gia hạnh, chư Bồ Tát ở trong hiện pháp gần gũi các bậc thiện sĩ, được nghe chánh pháp, tư duy sâu chắc, trưởng thành tu tập chủng chủng thiện pháp, do gia hạnh đầy phát tâm Bồ Đề, đây gọi là lực sở phát tâm thứ tư. Nếu chư Bồ Tát đương chung hoặc nương riêng bốn nhân, bốn duyên trên, hoặc do tự lực, hoặc do lực nhân, hoặc do lực cả hai mà phát tâm, phải biết tâm đây bền vững không lay động, hoặc do tha lực, hoặc do lực gia hạnh, hoặc do lực cả hai mà phát tâm, phải biết tâm đây không bền vững, cũng dễ bị lay động. Lại có bốn nhân duyên khiến Bồ Tát thối thất tâm Bồ Đề. Những gì là bốn? Một, chủng tánh không đầy đủ. Hai, bị bạn ác thâu nhiếp. Ba, đối với chúng sanh tâm bi yếu ớt. Bốn, ở nơi chủng chủng khổ hạnh khó hành, trong sanh tử thống khổ lâu dài không gián đoạn, không kết hợp, tâm quá sanh kinh hãi khiếp sợ. Như vậy có bốn chủng nhân duyên khiến thối thất tâm, trái với tướng đây là bốn chủng nhân duyên phát tâm đã được biện rộng ở phần trước. Lại trừ Bồ Tát sơ phát tâm kiên cố được có hai tướng pháp rất hy hữu kỳ đặc, không cùng chung với thế gian. Những gì là hai? Một, thâu nhiếp tất cả chúng sanh đều làm quyến thuộc. Hai, đã thâu nhiếp làm quyến thuộc không có lỗi nhiễm ô. Thâu nhiếp làm quyến thuộc đây lỗi có hai dạng, đó là đối với quyến thuộc nhiều ích có lỗi nhiễm ô thuận theo, đối với quyến thuộc suy tổn có lỗi nhiễm ô trái nghịch. Cả hai việc đây Bồ Tát đều không gây tạo. Lại trừ Bồ Tát sơ phát tâm kiên cố đối với các chúng sanh phát khởi hai chủng ý vui thiện lành thù thắng. Một, ý vui lợi ích, vì muốn cứu giúp chúng sanh kia ra khỏi việc làm bất thiện, an đạt nơi việc làm thiện. Hai, ý vui an lạc, vì đối với chúng sanh bần cùng không nơi nương tựa, Bồ Tát lìa tâm nhiễm ô, muốn đem đến cho họ chủng chủng việc nhiều ích đầy đủ an vui. Lại trừ Bồ Tát sơ phát tâm kiên cố có hai giả hạnh. Một, gia hạnh ý vui, đó là ngày đêm tăng trưởng ý vui lợi ích và ý vui an lạc. Hai, gia hạnh chánh hạnh, đó là ngày đêm năng tự gia hạnh thành thục Phật pháp. Đối với chúng sanh, tùy khả năng tùy sức lực, nương theo điều đã thuyết trước, sanh khỏi gia hạnh ý vui và gia hạnh làm lợi ích an lạc. Lại trừ Bồ Tát, giờ phát tâm kiên cố có hai pháp môn thiện lớn tăng trưởng. Một, gia hạnh tự lợi, năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai, gia hạnh lợi tha, năng cứu thoát tất cả hữu tình ra khỏi các khổ. Như hai pháp môn thiện lớn tăng trưởng thì hai chủng pháp tụ thiện lớn và hai chủng pháp tạng vô lượng thiện lớn phải biết cũng vậy. Lại trừ Bồ Tát sơ phát tâm kiên cố do phát tâm ban đầu cầu Bồ Đề nên việc thâu nhiếp thiện pháp so với tất cả việc thâu nhiếp thiện pháp khác có hai chủng thù thắng hơn. Một, nhân thù thắng hơn. Hai, quả thù thắng hơn. Vì sự thâu nhiếp thiện pháp của chư Bồ Tát đều là nhân năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và sở chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là quả của nhân kia vậy. Nếu so với việc thâu nhiếp thiện pháp của thanh văn, độc giác còn thù thắng hơn, cũng chi so với thiện pháp khác mà tất cả hữu tình nhiếp, cho nên thâu nhiếp thiện pháp của Bồ Tát sánh với tất cả việc thâu nhiếp thiện pháp khác nhân quả đều thắng vượt hơn. Lại trừ Bồ Tát sơ phát tâm kiên cố lược có hai chủng lợi ích thù thắng của việc phát tâm. Một, đã sơ phát tâm Bồ Đề, tức là bậc phước điển đáng tôn trọng của chúng sanh, hết thảy chúng sanh đều nên cúng dường, cũng làm cha mẹ của tất cả chúng sanh. Hai, đã sơ phát tâm, tức là năng nhiếp thọ phước không não hại. Do trừ Bồ Tát thành tựu phước không não hại đây nên được vô số chuyển luân vương thủ hộ che chở, hoặc ngủ hoặc thức hoặc hôn mê đều được sự che chở bảo vệ như vậy, nên tất cả yêu ma dược xoa thần người phi nhân không thể nhiễu hại. Lại trừ Bồ Tát đây
chuyển sanh đời khác, được sự thu nhiếp giữ gìn của phước như vậy, nên ít bệnh hoặc không bệnh, không thường bị các bệnh nặng xúc tổn đến thân. Đối với các việc làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, dùng thần ngữ dũng mãnh mà làm, thường vì chúng sanh tuyên thuyết chánh pháp, thần không mỏi mệt, không quên mất chánh niệm, tâm không bị hảo lạo tổn. Bồ Tát lúc bản tánh trụ chủng tánh, tất cả tánh thô trọng tự mỏng yếu, do đã phát tâm nên sở hữu thô trọng của thân và tâm chuyển thành mỏng nhẹ. Nếu có các chúng sanh khác vì muốn dứt trừ các tai họa tật dịch, sử dụng thần chú không có hiệu nghiệm, nhưng Bồ Tát sử dụng vẫn được linh nghiệm, huống là những thần chú hiệu nghiệm khác. Bồ Tát nhu hòa nhẫn nhược tăng thượng, nhẫn chịu người não hại mà không não hại lại người, thấy người não hại lẫn nhau sành lòng thương xót, các tùy phiền não như giận ghét dối đều năng hàng phục, khiến thế lực phiền não kia trở nên mỏng nhẹ. Nếu chúng tạm thời hiện hành cũng nhanh chóng trừ khiển. Tùy theo chỗ cư trú, đất nước thành quách là nơi nhiều đấu tranh khủng bố, đói khát, dịch bệnh hoành hành, phỉ nhận quấy nhiễu, nếu chưa phát khởi thì không để sanh khởi, nếu đã sanh khởi thì dần dần trừ diệt. Lại trừ Bồ Tát sơ phát tâm đây, nếu có lúc sanh vào đường cực ác, vào trong địa ngục, phần nhiều ở cõi địa ngục đây nhanh chóng được giải thoát, lãnh thọ khổ chút ít mà sanh chán lìa sâu. Đối với hết thảy khổ mà chúng sanh đã lãnh thọ, luôn khỏi lòng đại bi. Tất cả như vậy đều do phước của nhân nhiếp thọ không não hại. Bồ Tát sơ phát tâm kiên cố vì năng nhiếp thọ phước không não hại đây, nên lãnh thọ hết thảy sự thù thắng lợi ích như vậy. Phần đầu trí du giả xứ, phẩm 3 tự lợi lợi tha thứ 1. Như vậy đã thuyết sơ phát tâm của Bồ Tát, sao gọi là tu hành các hạnh Bồ Tát? Nếu nói lược hoặc nơi học, hoặc học như thế, hoặc năng tu học của Bồ Tát, tất cả như vậy nhiếp chung là một, gọi là Bồ Tát hạnh. Trừ Bồ Tát tu học ở xứ nào? Đó là học ở 7 xứ. Những gì là 7 xứ? Bốt Đà Nam nói: lợi mình người, thật nghĩa, uy lực, thục hữu tình, tự thành thục Phật pháp, 7 học xứ Bồ Đà. 1 xứ tự lợi, 2 xứ lợi tha, 3 xứ chân thật nghĩa, 4 xứ uy lực, 5 xứ thành thục hữu tình, 6 xứ tự thành thục Phật pháp, 7 xứ vô thượng chánh, xứ vô thượng thành chánh đẳng Bồ Đà. 1 và 2 xứ tự lợi lợi tha được có 10 loại: A chỉ thuần tự lợi hoặc lợi tha, B cùng tự lợi lợi tha, C trùng lại lợi ích tự lợi lợi tha, D trùng lại an lạc tự lợi lợi tha, E nhiếp nhân tự lợi lợi tha, F nhiếp quả tự lợi lợi tha, G đời này tự lợi lợi tha, H đời khác tự lợi lợi tha, I rốt ráo tự lợi lợi tha, G không rốt ráo tự lợi lợi tha. A và B sao gọi là thuần tự lợi lợi tha và cùng tự lợi lợi tha của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát ở nơi thuần lợi mình hoặc thuần lợi người, nên biết phải đoạn những điều sai trái, vì trái vừa không thuận theo đạo Bồ Tát. Đối với điều đáng học khác nên xin tu học, vì không trái vừa thuận theo đạo Bồ Tát. Trong đây, Bồ Tát ở nơi thuần tự lợi phải đoạn trừ những việc hoặc vì mình mà vui cầu tài vật để thọ dụng. Đối với giáo pháp mà chư Phật Bồ Tát đã dạy, tùy thư hỏi thọ trì nhưng xẻn tiếc pháp, hoặc vì sanh thiên để thọ khoái lạc mà thọ trì cấm giới, phát sinh tinh tấn tụ tập định tuệ, hoặc mong cầu quả báo thế gian nhiễm ô vì tiền của vật thực thế gian mà cung kính cúng dường bảo tháp chư Phật, hoặc tham lợi dưỡng vì lợi dưỡng mà tự tuyên nói trùng trùng điều vô ích, không phải công đức chân thật dối gạt người khác, ngõ hầu trừ tập lợi dưỡng, hoặc tham muốn người làm tôi tớ để sai khiến mà phi pháp nhiếp chúng, không đúng như pháp thì giả dối phương tiện cứu độ hữu tình, khiến thoát khỏi thân phận làm tôi tớ cho người để trở lại làm tôi tớ cho mình, cứu vớt hữu tình khiến thoát khỏi sự trói buộc rồi lại tự bắt giữ họ để hoàn thành việc của mình, cứu vớt hữu tình khiến thoát khỏi các hình phạt đáng sợ rồi lại nhiếp phục khiến sợ mình. Hoặc chư Bồ Tát đắm trước hiện pháp lạc chú các định, vượt bỏ tư duy các việc làm lợi ích hữu tình nên biết hết thầy lại như thế, gọi là thuần tự lợi. Bồ Tát nên biết phải đoạn trừ các việc làm thuần tự lợi như vậy. Nếu trừ Bồ Tát lấy tâm bì làm tiền dẫn, hoặc vì sanh cõi trời, hoặc vì hồi hướng vô thượng Bồ Đề nên luôn tu tập bố thí an nhẫn, đây gọi là tự lợi cùng lợi tha, lại trừ các tướng đã nói ở trước. Còn lại tất cả tướng trái với sở hữu hành tự lợi của trừ Bồ Tát nên biết đều gọi là tự lợi cùng lợi tha. Bồ Tát đối với hạnh đây nên siêng năng tu học.
Trong đây, Bồ Tát nên biết phải đoạn trừ các việc làm thuận lợi tha như dùng tà kiến để tu hành bố thí và dùng chấp kiến cho là không nhân không quả, nên hủy phạm giới luật, xa lìa chánh hạnh vì người thuyết pháp. Lại nếu chư Bồ Tát khéo léo hồi chuyển các tịnh lự, nếu đã vượt qua địa giới nhưng lại nhiếp thọ bạch pháp của địa giới, tức là chư Bồ Tát đã năng an trụ các tịnh lự, nhưng do năng lực bi nguyện nên xả các tịnh lự, tùy theo chỗ vui thích mà sanh trở lại dục giới. Lại chư Bồ Tát đã được tự tại tạo làm trùng trùng biến hóa ở mười phương thế giới, tạo làm vô số nghĩa lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lại chư Mâu Ni việc làm đã xong, chư Bồ Tát nêu theo được vô ý của Như Lai như vậy, sở hữu tất cả pháp Phật bất cộng, trải các mười phương, năng làm vô lượng việc lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh. Những sự việc như vậy gọi là chỉ thuần lợi tha. Như vậy đã thuyết hạnh thuần lợi tha, trước cũng đã nói hai chủng mà Bồ Tát cần phải đoạn trừ, còn lại các hạnh thuần lợi tha khác đã thuyết cần phải tu học nhiều. Trừ các tướng đã nói ở trước, còn lại tất cả tướng trái với hạnh lợi tha của chư Bồ Tát nên biết đều gọi là lợi tha cùng tự lợi. Bồ Tát đối với hạnh đây nên siêng năng tu học. C. Sao gọi là trùng lại lợi ích, tự lợi lợi tha của Bồ Tát? Được thuyết có 5 chủng tướng: 1. Tướng không tội; 2. Tướng nhiếp thọ; 3. Tướng đời này; 4. Tướng đời khác; 5. Tướng tịch diệt. Hoặc chư Bồ Tát tự có khả năng nhiếp thọ thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp, hoặc ít hoặc nhiều, trở lại kiến người cũng nhiếp thọ thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp hoặc ít hoặc nhiều, bằng phương tiện khuyên bỏ, điều phục, an trí, kiến lập, đây gọi là tướng không tội của chủng loại lợi ích tự lại lợi tha của Bồ Tát. Hoặc chư Bồ Tát năng dẫn hoặc mình hoặc người đến những niềm vui không nhiễm ô, hoặc niềm vui đầy đủ vật dụng, hoặc niềm vui an trú trong định, đây gọi là tướng nhiếp thọ của chủng loại lợi ích tự lại lợi tha của chư Bồ Tát. Hoặc chư Bồ Tát tự lợi lợi tha hoặc năng dẫn lợi ích ở đời này chẳng phải đời khác, hoặc năng dẫn lợi ích ở đời khác chẳng phải đời này, hoặc đều dẫn lợi ích cả đời này và đời khác, hoặc không dẫn lợi ích cả đời này và đời khác, bốn loại tự lợi lợi tha như thế, tùy theo thứ tự tương ứng với bốn chủng pháp thọ. Sao gọi là bốn chủng pháp thọ? Một, hoặc có pháp thọ hiện tại thọ vui, đời vị lai thọ khổ dị thục. Hai, hoặc có pháp thọ hiện tại thọ khổ, đời vị lai thọ vui dị thục. 3. Hoặc có pháp thọ hiện tại thọ vui, đời vị lai thọ vui dị thục. 4. Hoặc có pháp thọ hiện tại thọ khổ, đời vị lai thọ khổ dị thục. Nếu muốn hiểu rộng bốn chủng này thì như trong kinh đã biện rõ, đây gọi là tướng đời này đời khác của chủng lại lợi ích tự lại lợi tha của Bồ Tát. Hoặc trừ Bồ Tát sở hữu Niết Bàn, cùng đắc Niết Bàn, phần pháp Niết Bàn, thế gian, xuất thế gian, đây gọi là lược nói tướng tịch diệt của chủng lại lợi ích tự lợi lợi tha của Bồ Tát. Phải biết tướng đây so với những tướng khác là thù thắng hơn cả, không gì vượt trên. Đề sao gọi là chủng lại an lạc tự lợi lợi tha của Bồ Tát? Tóm lược nhiếp vào 5 lạc. Sao gọi là 5 lạc? 1. Lạc nhân. 2. Lạc thọ. 3. Lạc đối trị khổ. 4. Lạc đoạn trừ thọ. 5. Lạc không não hại. Lạc nhân là cảnh giới các căn thuộc hai phẩm lạc, hoặc vì nhân đây xúc thuận thọ lạc, hoặc các nghiệp, quả, khả ái có trong hiện pháp đường lai. Hệ thải như vậy nhiếp chung là một, gọi là lạc nhân. Ngoài đây ra, chọn không có hoặc thêm hoặc hơn. Lạc thọ tức là chờ đợi khổ dứt, do ba nhân duyên nhiếp vào lạc nhân đã nói ở trước, năng nhiếp ích cho thần tâm thọ sanh, gọi là thọ lạc. Nói tóm lược lạc đây có hai chủng, một hữu lậu, hai vô lậu. Lạc vô lậu là lạc của bậc học và vô học. Lạc hữu lậu là lạc hệ buộc trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lại lạc hệ buộc đây, hệ buộc ba cõi đây tùy chỗ thích hợp mà có sáu xứ riêng khác. Có sáu chủng, đó là nhãn xúc sanh ra cho đến ý xúc sanh ra. Sáu chủng như vậy lại nhiếp làm hai. Một lạc thân, hai lạc tâm. Lạc tương ứng với năm thức gọi là lạc thân. Lạc tương ứng với ý thức gọi là lạc tâm. Lạc đối trị khổ, do những việc như lạnh, nóng, đói, khát, sanh khởi, không phải một mà nhiều trùng trùng phẩm loại thọ khổ. Do năng đối trị dứt trừ lạnh, nóng, đói, khát, nên lúc khổ được dứt trừ như vậy sanh khởi cảm giác lạc. Đây gọi là lạc đối trị khổ. Lạc đoạn trừ thọ là diệt thọ tưởng định, lạc không não hại, được có bốn chủng. Một lạc xuất ly, vì tránh tín nên lìa bỏ gia đình, hướng đến không gia đình, thoát khỏi trùng trùng phiền não khổ lớn bức bách giam cầm của gia đình, gọi là lạc xuất ly. 2. Lạc xa lìa,
đoạn trừ các pháp dục ác bất thiện, chứng tất sơ tịnh lự, ly sanh hỷ lạc, gọi là lạc xa lìa. 3. Lạc tịnh tịch tĩnh, từ đệ nhị tịnh lự trở lên, tầm tứ dừng dứt, gọi là lạc tịch tĩnh. 4. Lạc tam bồ đề, do giáo xa lìa tất cả phiền não trói buộc, đối với sự sở tri thầy đều như thật hiểu biết, gọi là lạc tam bồ đề. Trong đây, lạc nhân vì là nhân của lạc nên gọi là lạc, chẳng phải tự tánh. Lạc thọ vì là tự tánh của lạc nên gọi là lạc, chẳng phải là nhân của lạc. Lạc đối trị khổ vì dứt các khổ, xua đuổi các khổ, chẳng phải nhân lạc, chẳng phải tự tánh lạc. Lạc đoạn trừ thọ vì chẳng phải nhân lạc, vì chẳng phải tự tánh, cũng chẳng phải diệt dứt trùng trùng khổ mà gọi là lạc. Nhưng được nơi thắng nghĩa tất cả các sở hữu thọ đều là khổ, lúc an trú ở diệt định, vì thắng nghĩa khổ đây tạm thời tịch tĩnh nên gọi là lạc. Lạc không não hại, lạc đầy nhất vào lạc tam bồ đề, an đặt sau cùng, vì ở đời đương lai thắng nghĩa khổ đầy vĩnh viễn tịch diệt. Ở trong hiện tại, tất cả phẩm phiền não thô trọng đương xưa sở y cũng vĩnh viễn tịch diệt nên gọi là lạc. Các sở hữu lạc không não hại khác đối với lạc tam bồ đề sau cùng đây, vì năng thuận theo, vì là một phần của kia, vì kia năng dẫn phát, cho nên cũng gọi là lạc không não hại. Trong đề Bồ Tát phải nhớ nghĩ sở hữu an lạc thuộc phẩm lợi ích đối với chúng sanh, chọn không được nhớ nghĩ sở hữu an lạc thuộc phẩm không lợi ích. Bồ Tát sở hữu an lạc không lợi ích, dùng trí tuệ không điên đảo như thật liễu tri, khích lệ chúng sanh khiến đều xa lìa, tùy theo năng lực dùng phương tiện mà tức đạt những việc làm bất thiện của hữu tình kia. Hoặc đối với việc có lợi ích mà khổ, chúng sanh đối với việc đây tuy không vui muốn, nhưng Bồ Tát nương phương tiện quyền xảo cùng vào trong yêu khổ để dẫn dạy. Hoặc đối với việc không lợi ích mà vui, chúng sanh đối với việc đây tùy muốn vui muốn. Tùy vui muốn, nhưng Bồ Tát nương phương tiện quyền xảo cùng vào trong sự vui thích ấy, tìm cách tức đạt đi. Vì cớ sao phải biết phương tiện quyền xảo như vậy? Tức cùng yêu khổ đối với việc có lợi ích, tức cùng vui thích đối với việc không lợi ích, chỉ vì mục đích khiến chúng sanh kia về sau nhất định được an lạc. Cho nên Bồ Tát đối với chúng sanh, nếu vui lợi ích, phải biết ý chính là vui an lạc. Nếu cho lợi ích, phải biết ý chính là cho an lạc. Vì cớ sao? Lợi ích như nhân, an lạc như quả. Vì thế phải biết đối với các chúng sanh, nếu cho lợi ích tất cho an lạc, nên biết lạc nhân, lạc đối trị khổ, lạc đoạn trừ thọ và lạc không não hại, nhiếp thuộc sở hữu quả nghiệp khả ái ở hiện pháp đường lại. Bồ Tát đối với việc đây không nên đắn đo cân nhắc chỉ một hướng trao cho chúng sanh, vì nàng nhiều ích và không tội ở nơi lạc thọ và lạc nhân nhiếp thuộc xúc của căn trần. Nếu nàng sanh nhiễm ô, nếu tánh là nhiễm ô có tội, không có ích, không hợp đạo lý thì không nên trao cho chúng sanh. Nếu không sanh nhiễm ô, nếu tánh không nhiễm ô, không tội, có lợi ích, hợp đạo lý thì nên trao cho chúng sanh. Bồ Tát đối với việc đây, tùy năng lực của mình cũng phải thọ học tu hành như vậy. Đây gọi là chủng loại lợi ích, an lạc tự lợi lợi tha của Bồ Tát, trừ những chủng loại đã nói trên, không còn có thêm hoặc có hơn chủng loại nào.